Có chuyện này hơi bị viết nha mấy anh, làm em tài bút luôn á. Mơ đêm là phải nắng là xì mà chém cánh các kiểu luôn á. Nhưng thái độ khá tốt nè mấy, khá thần nè mấy. Đang quay cái cưa nó không có sùng, sáng sớm đem ra phơi nắng cái là nó chém cánh xì mai đẹp lắm. Đó. Kè chim như là trai liền á. Kè chim như là kêu liền. Mời này có cõi gần nhà anh em. Anh em đang mới hàng ra cái sườn này nè. Tính gì định là mở cái cõi anh em. Cõi chim hút mật đây nè. Hiện tại giờ anh em chim này chim cún chủ cõi thôi anh em. Để phơi nắng thôi, mình quay sơ khởi cái vàng cho anh em xem. Sắp tới đây anh em sẽ giật có cái điểm giật anh em. Hiện tại giờ trên mình chưa có chỗ giật. Ngày hôm nay cái ông anh nó mới làm được cái vàng nè. Sắp tới là sẽ có cái chỗ để mình giờ chuyên hút mật nha anh em. Có chỗ quay cho anh em xem. Đây là một số chiến binh của ông chủ gà. Đây anh em. Con chuyền này là con chuyền không lại nhá đâu nè. Chuyện này lúc mình đánh ở trên nhà mình là chuyện bụng vàng đó nè. Nó chơi mạnh lắm. Vì nhà mình chơi cũng đẹp nó, cái đầu mình bán cho ông anh cái đầu ông gì dưới nó chơi không được nè. Nó nhát. Anh chơi không được. Anh gửi đi mình không rời mấy ngày mà hôm nay lên quá trời lên rồi nè. Cái kia bằng uống mua nè. Đẹp lắm, chơi đẹp lắm. Cái lúc mà mình đánh nó là cái bật cái sập nha anh em. Hôm nay được tháng rồi nay nó trổ khá nhiều rồi nè. Bụng nó lên bụng cam luôn nè, đẹp lắm. Rồi, hello tất cả anh em nha. Sáng nay mình lại đi bẫy chim nha anh em. Đây anh em coi mới ra là có hàng VIP anh em. Mới được 7 giờ sáng mà có hàng VIP anh em ơi. Thấy gì không nè? Đó. 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 Mì sứ này nữa không? Đó. Đây anh em. Cứ nhắc luôn rồi. Hai con khóa luôn rồi anh em ơi. Đây là cứng gì thì chim đá sướng. Con bổi này xung luôn nè. Để em để con máy em cầm máy luôn nè mà bay lên đá luôn. Ghê ha. Ghê chịu nổi. Đây anh em. Phêu anh em. Đây là cứng nha, mày đá này đá đi.
khó đã anh em ơi. Em đang để con máy cách em khoảng 5 tấc nha nè. Cho máy trên xe, em ngồi trên xe luôn nè. Em về kia đây. Cảm ơn kia đây, cắn mồi, cắn mồi trống rồi nè. Con này em điên lắm rồi, nãy giờ nó cắn tè le đó nè. Đi máy đi nữa. Đuổi máy đi. Hồi nãy em để chim đây nè nè. Em chỉ để lên em không có lên. Em cho nó về đá anh trống nè. Mà nãy lên này đá con máy luôn nè. Ở con này điên lắm mà. Em ngồi em để máy trên xe, em ngồi trên xe luôn mà nó lại đá máy luôn nè. Ừ, còn trống thì nãy giờ em bu cắn thôi rồi luôn. Quá đã nè mày, con gỗ này là tiếp nha nè. Đồ không giữ là khỏi bàn luôn nha. Nó cắn nhưng mà nãy giờ cắn te tu hết nè. Điên thiệt chứ. Mấy con bổi máy gì trống gì chung nó đã đá banh hết rồi nè. Đá bay hết rồi luôn. Dí bay hết rồi nó mới về nè. Đây này không? Nhìn thấy không? Bây giờ em nè. Em đang quay con máy này, em không gửi máy được. Em nghĩ nó về đá máy nè. Ngồi kế bên luôn nè. Cái bên máy ngồi kế bên luôn mà em về đá luôn. Ừ con này đi gì á. Đó. Sẹt nè. Em mà em đi ra khỏi chỗ này là sẽ đá máy liền nè. Nãy đá luôn, nãy đá luôn rồi chứ. Nãy em không có dương lập lên. Ừ con trống này. Máy mình để trên xe, mình ngồi trên xe luôn mà ba về đá luôn, không sợ luôn. Nãy không dương lập lên, dương lập lên thế là nè. Quá hay. Nó buồn ta nó ít không vậy nè. Quá quá trời bỏ. Quá thì không có không không lên cầu tử lên em mày. Em phải đá vậy chứ là đứng dưới đá rồi. Nó đứng sát trong lưới đá chứ không có ra. Quá khôn rồi nè mày. Mới qua mà lại qua lại như thằng điên vậy. Qua lại luôn em. Nhà hôm nay nó mở nhạc mà anh em mình nãy giờ mình không dám quay luôn em. Mình ước gì có anh em ở đây coi với mình cái này nè. Trời ơi nó hay, em ơn bộ em hay. Chấp nhận có nhạc này luôn để nói chuyện em nghe chứ tại mình biết mình quay là không cũng không có mở đâu em. Có nhạc anh em. Đăng lên thì bị vi phạm bản quyền liền. Chứ bọn này hay vô địch luôn em ơi. Ừ về qua bay qua lại nãy giờ anh đá quần đít đá máy. Máy lẽ mình không máy ra anh em, mà giờ anh đá cỡ gì đó. Ôi giời. Mày cắn trong mấy cái xung. Hôm nay lập ngày sau mà quá sâu luôn rồi. Em không cắn lộn mà nó quá trời. Đây mình mới quay nè em ơi, tại nhà cái bên mở nhạc lớn lắm nè. Chấp nhận có nhạc luôn để nói chuyện em nghe chứ mình quay, biết mình quay cũng đâu ra được đâu. Đói quá.
Rồi. Quá nhanh quá nguy hiểm anh em ơi. Quá nhanh quá nguy hiểm. Con này hôm qua mình nó theo rồi anh em. Mà mình thấy nó mình theo giờ mình không có về qua đây cái này. Mất hơi xíu mà bắt được anh em ơi. Thì sáng sớm nè. Bây giờ mới 7 giờ 15 mà. Sáng sớm nó ra anh sung quá anh em. Chị chuyển con máy nữa. Có gì là anh chị không nổi anh nhảy vô liền luôn. Ăn lộn với mồi anh em ơi. Ăn lộn với mồi anh em ơi. Rồi. Quá nhanh quá nguy hiểm, sáng sớm vừa hé nắng lên cánh sung anh em ơi. Để mình gửi cho anh em xem nha. Nó sớm mở mắt ra luôn, con mồi mới kêu được xíu rồi.